Dạ, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bản nha các bạn ơi. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc cho các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Một ngày làm việc thật thành công các bạn ha. Đó, hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bạn vài con xe rất là đẹp các bạn. Đó, hôm nay lại về có Binchi các bạn. Nói vài khoảng 1-2 tuần trước thì em bán Binchi rất nhiều các bạn. Hầu như là ngày nào em cũng bán Binchi hết các bạn. Đó, thì dòng xe này cũng rất là hút hàng cho nên là cũng hết thì hôm nay lại về tiếp một con nè, con màu đỏ các bạn, rất là đẹp luôn đó, bạn thấy không, cực kỳ đẹp nha các bạn ha. Đó, rồi em về tiếp Canon Đeo với Phil này, toàn xe Ý, xe Mỹ nè các bạn ha. Rồi chiếc nào cũng đẹp hết các bạn, chiếc nào cũng là siêu phẩm hết các bạn ơi. Đó, các bạn theo dõi chi tiết em sẽ quay, em báo size và em báo giá cho các bạn tham khảo ha. Đó, rồi đầu tiên là con Binchi này ha các bạn. Binchi đẹp quá các bạn ơi. Con Binchi màu đỏ. Con này con Roma 2. Đo size coi. Size 43 các bạn ơi, size 43 ha. Nó là size S các bạn. 50 43 50 size S. Rồi cái size cực kỳ đẹp các bạn, từ 1m58 tới 1m68 chạy con này ha. 1m58 tới 1m68 ha. Con Binchi này được cái các bạn ha. Cái nó đi cái bộ tay bấm xả cực kỳ xịn luôn, hai dĩa 8 lít đi bộ tay của Shimano Sora các bạn. Bạn thấy không? Đi bộ tay Shimano Sora nè, zin theo xe rất là đẹp luôn. Cái tay lái cũng bao tay cũng zin theo xe luôn nè. Càng thắng Avis nè các bạn ha. Tay lái vô tăng đều của Binchi. Chén cổ là chén cổ FSA ha. FSA là chuyên làm chén cổ ha bạn. Đó, màu đỏ các bạn, màu đỏ. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Con xe khung nhôm, càng nhôm luôn nha. Đó. Rất là đỏ, rất là đẹp luôn. Đỏ đỏ với pha màu cam nữa nè các bạn ơi. Đó, rất là đẹp nha, đi dây âm sườn logo nè. Thì em này đi cái càng thắng Shimano các bạn ha. Càng thắng Shimano đây. Vỏ là vỏ 728C các bạn. Đó. Vỏ 728C nha. Vỏ rất đẹp luôn các bạn ơi, vỏ trên 90% luôn. Niền là niền nhôm hai lớp theo xe của Binchi luôn nha các bạn. Đùm là chắc chắn đùm Shimano luôn các bạn ha. Đùm Shimano luôn nè. Tâm inox sơn tĩnh điện các bạn. Nó lâu rồi em mới về con Binchi mà cái size nó đẹp như vậy các bạn. Cái size này rất là phù hợp cho người Việt Nam luôn các bạn ơi. Rồi em Binchi này có luôn cái gọng nước có tầm ray luôn nè các bạn ha. Zin theo xe luôn, có gọng nước mấy trăm ngàn các bạn. Đó, em vẫn để luôn nha, em không có tháo em bán lẻ đâu các bạn ơi. Đó. Đây, cúp yên nè. Đó, yên velo zin của Binchi luôn nha. Thì em quay những chiếc xe này em thấy mấy cái gọng nước zin này các bạn thấy những gọng nước zin này các bạn hay gọi em, các bạn mua lẻ. Sao mua lẻ được các bạn? Em quay em gắn lên chiếc xe cái nó theo chiếc xe này về nè, em tháo ra bán lẻ rồi khách mua xe hỏi em là chết luôn đó, các bạn ơi. Đó. Đây càng thắng sau cũng Shimano luôn ha. Đó, vỏ sau 728C luôn nè. Vỏ cực kỳ là ngon à. Vỏ này vỏ đua cực kỳ là bám đường luôn các bạn. Vỏ không gai luôn nha các bạn. Đó, vỏ không có gai luôn, vỏ đua cực kỳ là bám đường luôn các bạn ơi. Giống như vỏ trên những chiếc xe đua các bạn. Đó, niền nhôm nè. Nhôm hai lớp các bạn coi, cái niền cực kỳ là mới nha các bạn ha. Cái niền rất là mới luôn các bạn. Tâm inox sơn tĩnh điện ha các bạn. Đùm là đùm Shimano luôn các bạn ơi, đùm Shimano luôn ha. Đó, em này đi 8 clip các bạn. 8 clip ha, clip rất là đẹp luôn các bạn ha. Clip Shimano cực kỳ là đẹp luôn. Cái sàn clip Shimano Sora ha các bạn. Cái bộ truyền động cực kỳ là cao cấp luôn các bạn ha. Đây, dây sơn này zin theo xe luôn. Đây, dò dĩa Shimano Sora trục rỗng bạc đạn. Đó, trục rỗng xài bạc đạn đây các bạn ha. Rất là đẹp. Đó, dò dĩa đây, cực kỳ mới luôn các bạn ơi. Nó không có mắt nào mòn luôn các bạn ha. Rất là vuông luôn các bạn ha. Rất là đẹp. Đó, các bạn cao 1m58 tới 1m68 chạy con Binchi này rất là đẹp rồi. Màu đỏ cam. Đó. Bạn thấy không? Màu đỏ cam ha. Đó, cái màu này Binchi làm cái màu này cũng cực kỳ là hiếm nha, cái màu này với cái màu bạc các bạn, rất là ít có. Đó, bạn thấy không? Càng trước nè, càng nhôm rất là đẹp luôn các bạn. Pha màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Ở dưới lường của em nó có ghi chữ Binchi nữa nè ha. Đó. Dò dĩa nè, dò dĩa Shimano Sora trục rỗng bạc đạn các bạn. Đây cái tem nè, tem an ninh của Nhật đây ha. Các bạn thấy không? Rất là sạch sẽ luôn. Cái chân trống này zin theo xe luôn, chân trống nhôm. Đó. Em xe rất đẹp các bạn. Bạn thấy không? Tem nè, logo của siêu thị đầy đủ luôn, cái dò dĩa mặt trong dò dĩa cực kỳ đẹp luôn nha các bạn ha. Nói em xe này rất đẹp các bạn. Binchi lâu rồi mới về tiếp con còn quá đẹp luôn các bạn ơi.
các bạn. Các bạn coi con này, các bạn hợp màu đỏ thì các bạn lấy con này, rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi con Binchi Roma 2 này để cho bạn giá 10.500.000, em bao ship nha. Em sẽ tặng kèm đèn trước đèn sau, bình nước ha các bạn ha. Đèn trước đèn sau và bình nước ha. Rồi các bạn chốt con này thì alo em 0975158377 nha. Các bạn nào thấy hôm nay em có xe đẹp thì các bạn cho em xin nút like các bạn, nút like, like video các bạn, nút like video á. Và bạn đăng ký kênh để theo dõi ha, không bỏ lỡ những chiếc xe đẹp các bạn ơi. Tiếp theo là con em có con Canon Đeo có phục trước nè các bạn. Canon Đeo một phục trước nè. Mấy bữa em bán mấy con Canon Đeo có phục trước các bạn. Mấy con màu vàng này em bán hết rồi, hôm nay về tiếp một con nữa, quá đẹp các bạn. Đây con này có mã là F400 các bạn ha, F400 màu đen. Đó, có phục trước các bạn, rất là đẹp luôn. Đo cái size trước coi. Size 43 nè ha. Ngang là 54 các bạn ha. Các bạn tự 1m6 tới 1m7 các bạn chạy con này ha. Đó con Canon Đeo cực kỳ đẹp luôn, màu đen ha các bạn. Em này đi một bộ tay bấm xả Shimano Diori các bạn, rất là đẹp luôn, rất là xịn, mới tinh các bạn ha. Con này mới tinh nè, tay lái zin theo xe luôn nè. Đó. Không tăng nữa các bạn ha, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cái nắp chén cổ cực kỳ là to luôn. Cái phục trước, cái ti trước của nó là nó nối liền với chén cổ luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Đây, nó nối liền với chén cổ luôn ha. Đó. Cái này nhúng cực kỳ là êm các bạn. Em này em khung nhôm không mối hàng ha. Khung nhôm không mối hàng các bạn ha. Đây. Mã là F400 và con xe này là Made in USA các bạn. Made in USA ha. Con xe này làm tại Mỹ, ráp tại Mỹ ha. Ráp tại Mỹ và xuất qua thị trường Nhật các bạn. Con xe cực kỳ đẹp luôn, F400. Canon Đeo các bạn ha. Canon Đeo nè. Bạn coi cái tem của nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cái này là sơn lên xe luôn nha, sơn lên luôn, không phải tem dán nào, không phải tem nước luôn nha các bạn ha. Đó, con xe màu đen mà nó cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Con này làm tại Mỹ luôn ha các bạn ha. Đây, tem cảnh báo của nó nè. Bạn thấy không? Tới những cái cúp yên nè, cũng của Canon Đeo. Yên cũng là zin theo xe luôn nha. Cái yên này ngồi rất là êm các bạn. Ngồi cực kỳ là êm luôn nha. Zin theo xe hết luôn. Đó các bạn ha. Đây cái càng thắng của em nó nè. Càng thắng nè. Nhôm bạc rất là đẹp luôn. Vỏ của em nó như là vỏ 26 inch các bạn ha. Đây, để em coi coi. Vỏ này vỏ Bana Racer Made in Japan ha. Made in Japan các bạn. Vỏ 26 inch. Bana Racer nha các bạn. Vỏ cực kỳ đẹp nha các bạn ha. Niền nhôm ha. Đùm là đùm Shimano. Tâm inox sơn tĩnh điện. Toàn là đồ xịn các bạn. Với con xe quá đẹp các bạn ơi. Con xe quá đẹp, các bạn chạy con này khỏi chơi luôn các bạn ha. Con xe cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đó, đây, mã là cách 2 các bạn. Cách 2. Đây vỏ sau nè. Vỏ sau con vỏ 26 inch luôn các bạn, 26 inch. Rất là đẹp luôn các bạn ha. Đó, niền là nhôm nè, tâm inox sơn tĩnh điện, đùm là đùm Shimano mới tinh luôn các bạn ha, đùm Shimano. Đây, clip của em nó đây, đếm đếm clip rồi. 2 4 6 8 9 clip luôn các bạn ơi. Đó, em này sử dụng 9 clip luôn ha. Rồi cái sàn clip là Shimano Diori XT. Diori XT ha, nguyên một bộ Diori luôn. Shimano Diori. Cái sàn dĩa đây. Cái sàn dĩa cũng là sàn dĩa Shimano Diori luôn nha. Diori. Ba dĩa các bạn ơi. Đó, em này cực kỳ là nhẹ các bạn. Đó, các bạn thấy không? Em quay rất là nhẹ luôn. Đó, có dầu dĩa nè. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ha. Những em xe màu đen này mà nó không có một vết chạy xước là các bạn biết cái độ mới của em nó là như thế nào các bạn. Con xe này hầu như là giống như là con xe đấu giá từ bên Nhật về luôn, nó không phải xe bãi nào, y như một con xe đấu giá luôn. Nhưng mà cái giá của nó bán, em bán cái giá của con này là bán cái giá của xe bãi các bạn ha. Giá rất là rẻ. Bằng phân nửa chiếc xe đấu giá ở bên Nhật về thôi. Đó. Rất là đẹp nha các bạn. Đó, con này làm tại Mỹ, xuất thị trường Nhật ha. Đó, cái giá rất là tốt luôn nha các bạn ha. Rồi em quay qua tới mặt bên đây cho các bạn xem. Đó, hôm nay xe đẹp quá các bạn ơi. Hôm nay có mấy con xe đẹp quá đây. Phục trước này. Phục trước này các bạn tìm cũng rất là hiếm nha các bạn ha. Đó, F400 Canon Đeo ha. Rất đẹp luôn các bạn. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sạch sẽ nha các bạn ha. Trời dĩa nè. Chân chống nè, chân chống nhôm một điểm nè. Con xe cực kỳ là sạch sẽ luôn nha các bạn ha. Đó, handmade in USA các bạn. Con xe đến từ thị trường Mỹ các bạn ha. Đó. Nó màu đen mà nó cực kỳ là bóng và mới luôn các bạn. Cực kỳ bóng và mới luôn ha. Đó, các bạn từ 1m6 tới 1m7 các bạn chạy con này.
quá là chuẩn luôn, hợp lý luôn nha các bạn ha, rất đẹp luôn các bạn. Phục trước, những con có một phục trước như vậy rất là hiếm các bạn, rất là hiếm có. Canon đeo các bạn, mấy bữa em bán con màu vàng với mấy con màu vàng, bán mấy con luôn đó, cũng là giống như vậy nè các bạn. Hôm nay em về tiếp con màu đen nè, nó để giá tốt cho các bạn. Con này em bán cho các bạn giá 9.800.000, 9.800.000 ha, rất là đẹp các bạn. Canon đeo F400. Rồi các bạn quan tâm chiếc này thì alo 0975158337 nha, đó cũng là số Zalo luôn. Rồi cuối cùng cũng là một con xe đến từ thương hiệu của Mỹ, cái mã là mã Fuel các bạn ha, Fuel đây, Fuel, một thương hiệu của Mỹ, Fuel 85 các bạn ơi. Rồi đo cái size rồi, size 50 các bạn ơi, ngang của nó là ngang 53 các bạn, các bạn tự 1m65 nha, tự 1m65 các bạn chạy được ha, rất là đẹp các bạn, cũng là màu đen luôn. Con này là con khung nhôm, càng của nó là càng carbon ha, đi full một bộ tay lắc Shimano Tiara các bạn, Shimano Tiara ha, rất là đẹp luôn. Dây quấn là zin theo xe luôn nha, cái tay lái và cái vô tăng là của Fuel, nó theo xe luôn, thương hiệu của Mỹ, chén cổ FSA. Thì cái hàng FSA này nó chuyên làm chén cổ mà bạn, nó chuyên làm chén cổ với những chiếc xe Nhật các bạn. Đó, những chiếc xe Nhật, xe Mỹ, xe Canada cũng làm chiếc cổ không các bạn ơi. Đó, em Fuel này cũng là màu đen luôn mà nó cực kỳ là mới các bạn, nó rất là mới luôn. Đó, Fuel thì quá là nổi tiếng trên thế giới luôn các bạn ơi. Đây càng trước là carbon, càng carbon các bạn coi cái càng này, quá là đẹp các bạn ơi. Con xe này cực kỳ đẹp, vỏ 723C ha. Đó, niền nè, niền là niền Mavic của Pháp các bạn. Niền là niền Mavic của Pháp ha. CXB2322. Niền ma vít của Pháp luôn nha các bạn ha. Nói em này cực kỳ là xịn nha các bạn. Các bạn coi những kỹ nha, con xe cực kỳ đẹp các bạn ha. Đây khung nhôm không mối hạn ha, con Fuel cực kỳ là bóng luôn, rất là đẹp các bạn, yên zin theo xe luôn nè. Vỏ sau cũng là 723C luôn các bạn. Nó niền ma vít của Pháp luôn nè các bạn ha. Cái niền này thôi là cực kỳ là mắc tiền luôn các bạn. Đi miếm clip coi, 2, 4, 6, 8, 10 clip các bạn. Đó, cái bộ Shimano Tiara này sử dụng tới 10 clip luôn các bạn ha. Nó sử dụng 10 clip, clip của em nó cực kỳ là đẹp luôn nha. Cái sàn clip Shimano Tiara đây, sàn dĩa Shimano Tiara luôn các bạn. Đó, dò dĩa này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hai dĩa ha, quá đẹp các bạn ơi. Đó, khung sườn của em nó cực kỳ đẹp nha các bạn ha. Khung sườn rất là đẹp luôn, màu đen xám các bạn, màu đen xám. Nói các bạn nào đang tìm một con tay công thì không thể bỏ qua con này ha, con này rất là đẹp các bạn, chạy cực kỳ ngon và ngầu luôn các bạn ha. Đó, em này rất là nhẹ các bạn, nó tầm 9kg thôi các bạn ha, nó nhẹ lắm các bạn ơi. Đó, con này cứ cực kỳ là nhẹ luôn các bạn ha, càng trước càng carbon nè, càng carbon. Đó, con này rất là đẹp luôn các bạn ơi, các bạn thấy không, em quay từ từ chi tiết rồi các bạn thấy, coi cái sườn của em nó quá đẹp các bạn. Fuel, một thương hiệu của Mỹ. Nó tem của nó nè, nó tem siêu thị nè, nó tem siêu thị có đầy đủ nè, các bạn thấy không, rất là đẹp nha các bạn ha. Đó, bạn thấy không. Rồi, chân trống này, chân trống một điểm nhôm nè, cực kỳ đẹp nha các bạn ha. Đó, các bạn coi cái đùm của em nó này mới tinh luôn các bạn ơi, đùm mới tinh luôn ha. Đó, em này em đã kiểm tra, em đã kiểm tra và bảo dưỡng hết rồi các bạn, rửa sạch sẽ luôn các bạn ha. Em này nó rửa xong mới tin luôn các bạn ơi, nó rất là đẹp luôn. Rồi các bạn đang tìm một con tay công thì không thể bỏ qua con Fuel này luôn các bạn ơi. Bạn trên 1m65 các bạn chạy con này ha. Bạn tìm con tay công thì không thể bỏ qua con này, con Fuel này rất là đẹp luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn, phải nhìn thực tế ở ngoài để biết cái độ đẹp của em nó là quá là đẹp luôn các bạn ơi. Màu đen ha, và cái khung sườn của em nó làm cực kỳ đẹp. Đây là khung nhôm ha các bạn. Nhôm của em nó là sử dụng chất liệu nhôm nhôm của Mỹ, nhôm của Mỹ là nó sử dụng, thường nó sẽ sử dụng chất liệu nhôm alpha của Mỹ. Đó, khung càng, càng của em nó là càng carbon ha. Em xe này cái trọng lượng của em nó rất là nhẹ các bạn, nó 9kg hơn thôi, cái trọng lượng rất là nhẹ. Và em này sử dụng cái nguyên một bộ Shimano Tiara luôn, cặp bánh Mavic nữa. Ôi, toàn đồ xịn các bạn ơi, chạy con này khỏi suy nghĩ luôn. Đó, con Fuel này để cho các bạn 10.500.000 các bạn, giá quá tốt luôn nha các bạn.
nó giá quá tốt luôn. Nội cặp bánh này thôi biết bao nhiêu tiền rồi các bạn ha, giá quá tốt luôn nha, 10 triệu 5. Đó rồi, hôm nay em có mấy chiếc thì các bạn chốt chiếc nào thì alo cho em nha, chốt chiếc nào alo cho em, số điện thoại em cũng để dưới phần tiêu đề luôn. Em xin nhắc lại số điện thoại 0975158377 nha, đó cũng là số Zalo của em luôn các bạn. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn nha, hẹn các bạn những video clip sau, bye bye.